Ok, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Giờ Vào Bóc. Thì tại chương trình này mình chuyên nói về những vấn đề về lập trình và liên quan đến lập trình. Thì hôm nay là sáng thứ bảy, mình cũng tranh thủ một chút thời gian rảnh để chúng ta trò chuyện và tâm sự một chút. Và chủ đề hôm nay của chúng ta nói về chuyện học trái ngành và đang làm trái ngành và muốn chuyển sang ngành lập trình, để xem là chúng ta sẽ có những ưu điểm hay nhược điểm gì khi mà chúng ta chuyển ngành như vậy, và có những gì cần lưu ý khi mà chúng ta thực hiện cái công việc chuyển giao như vậy. Ok, thì đầu tiên cũng nói về bản thân mình một chút. Thì thực ra nhiều bạn không biết thì là đầu tiên là mình học ngành điện tử viễn thông, sau đó thì mình đã chuyển sang ngành công nghệ thông tin, và mình đã mất bỏ một năm đầu và mình thi lại vào khoa công nghệ thông tin của chính trường mình luôn. Và trước mình học về kỹ thuật quân sự, chính vì vậy mà mình đã mất 6 năm để học đại học. Sau 5 năm làm xây dựng cộng, mà cái mình làm chính là mình làm automotive liên quan đến xây dựng cộng. Mình sử dụng framework Qt là chính. Đó, sau 5 năm làm xây dựng cộng thì mình gần đây mình đã chuyển sang làm web được gần 2 năm. Đó. Thì qua đây các bạn có thể thấy rằng là trong cái chặng đường làm việc của chúng ta ấy, nó không nhất thiết phải bằng phẳng. Vốn dĩ và nó cũng sẽ không bằng phẳng, chính vì vậy mà chúng ta đừng quá lo lắng khi mà chúng ta chuyển việc hay chuyển ngành các thứ. Đó, nhưng một cái công việc chuyển ngành này thì nó lại hơi một cái bước ngoặt hơi lớn một chút, đúng không? Đó, nói thế để mọi người thấy rằng là cuộc đời của chúng ta vốn dĩ không bằng phẳng, và nó sẽ luôn luôn có những cái biến cố, và luôn luôn có những cái bước ngoặt để mà chúng ta chuẩn bị, và cũng để chúng ta không ngại thay đổi. Và chỉ có thể thay đổi thì nó mới giúp chúng ta có thể tốt hơn được thôi, đúng không? Vì cái bước ngoặt này nó khá là lớn, chính vì vậy mà cái quan trọng nhất của chúng ta đó là chúng ta cần phải biết lý do thật sự chúng ta muốn làm việc đó là gì. Đó, chúng ta thực sự không thích ngành hiện tại, công việc hiện tại, hay là chúng ta vì lý do kinh tế hay là công việc chúng ta khó khăn. Đó. Thì chỉ khi chúng ta có một lý do đủ lớn thì chúng ta mới có động lực để chúng ta bước tiếp được. Để sau này mà chúng ta có muốn bỏ cuộc thì chúng ta phải nhớ lại lý do chúng ta đã bắt đầu. Đó, chỉ có khi lý do chúng ta bắt đầu đủ lớn thì chúng ta mới có thể tiếp tục được trên con đường này. Đấy, dù có ngày nào đi chăng nữa thì chúng ta cái quan trọng nhất vẫn là cái lý do mà chúng ta bắt đầu. Đó, the why. Ok, cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta nói đến thì đó là khi mà chúng ta muốn chuyển ngành. Đó, thì nếu như mà chúng ta đã đang đi làm việc rồi ấy, thì chúng ta không nên bỏ việc để mà chúng ta đi học luôn. Đó, thay vì vậy chúng ta hãy thử đi tìm các cái khóa học trên YouTube miễn phí để mà chúng ta xem là chúng ta có phù hợp với cái công việc lập trình hay không. Tránh cái trường hợp mà chúng ta tưởng rằng chúng ta sẽ thích cái công việc này nhưng thực ra chúng ta lại không thích. Đó, bây giờ trên YouTube có khá là nhiều nguồn dạy miễn phí. Đó, cả tiếng Anh đến tiếng Việt. Đó, thì các bạn có thể chịu khó tìm những cái tutorial for beginner. Đó, cho người thật sự mới bắt đầu thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái bước đầu là cái công việc lập trình nó như nào. Đó, để xem rằng chúng ta có thích hợp với cái công việc đấy hay không. Đó, tránh trường hợp là các bạn cuối cùng các bạn thấy là thực ra nó có này đi làm thì mới biết là thật sự nó khô khan thật, nó không có gì cả. Đấy. Còn với mình thì mình rất thích công việc này, bởi vì sao, là mình có thể build các cái ứng dụng, những cái chương trình để mà nó phục vụ cho một cái mục đích của mình là chính. Đó. Thì hầu hết tất cả những chương trình mà mình đã xây dựng trước này thì nó đều phục vụ cho công việc của mình là chính, nhu cầu bản thân mình là chính. Và vô tình khi mình xây dựng những cái chương trình như vậy thì nó lại giúp cho cái kỹ năng, cái khả năng của mình này nó lại tiến bộ hơn. Đó, chính vì vậy mà cái lý do của chúng ta bắt đầu là nó rất quan trọng. Thực ra là trước kia mình đã có nói một lần trong các cái video của mình, đó là mình có một cậu em trai ruột của mình luôn, và đã chuyển sang ngành lập trình. Nhưng sau khi đi làm lập trình được khoảng 2-3 tháng thì cả bạn thì thấy khó quá, bạn đã chuyển sang làm automation test, cũng vẫn có một ít lập trình, nhưng nhiệm vụ chính là viết các chương trình để mà test của cái chương trình đấy. Đó, công việc chính không phải development, mà công việc chính là viết script để mà test, người ta gọi là automation test. Đó, thì nói trước để cho mọi người có thể nhận trước được là nó có thể sau khi mà chúng ta học một khóa học lập trình ấy thì không nhất thiết chúng ta phải đi làm lập trình viên. Sau khi nào lập trình viên mà chúng ta thấy khó quá thì chúng ta có thể chuyển sang những nhánh khác liên quan trong lĩnh vực IT, đó là như là QA hay là BA. Đó, thì tất cả những công việc này thì nếu như các bạn biết một chút lập trình ấy thì các bạn sẽ dễ dàng giao tiếp hơn với các cái nhân viên xung quanh. Đó, thì đấy là điểm cộng cho những cái role khác nếu như bạn biết lập trình. Ok, cái phần tiếp theo mà chúng ta nói đến ít là sau khi các bạn đã thử trải nghiệm được các cái khóa học lập trình miễn phí trên YouTube ấy, thì mình khuyên là các bạn nên chọn một cái trung tâm để chúng ta đi học trực tiếp. Đó, đi học trực tiếp nhé, chứ không phải học online đâu. Đó, vì khi học trực tiếp thì chúng ta mới có học trực tiếp face to face, thì chúng ta mới có thể giao tiếp, chúng ta mới có thể giao tiếp với các bạn xung quanh, chúng ta mới có động lực để mà chúng ta
động lực từ những người xung quanh nữa sẽ giúp chúng ta tiến bộ nhanh hơn. Và hai nữa là chúng ta có thể hỏi trực tiếp những giáo viên ở tại đó thì cũng một phần hỗ trợ chúng ta tốt hơn. Đó, mình không đề cao cái việc học trực tuyến online hay là học qua các khóa học online, thì như vậy thì nó đòi hỏi các bạn có một cái sự self control, cái sự tự chủ nhất định. Và khi học các cái khóa học như vậy tại các trung tâm ấy thì nó có thời gian cố định, hầu hết là vào buổi tối thì các bạn, và thậm chí mất tiền nữa, chỉ khi mà chúng ta mất tiền thì chúng ta mới có chúng ta mới có cái gánh nặng tài chính thì chúng ta mới có thể chuyên tâm vào học hành được. Thì nếu như các bạn đã theo dõi mình từ lâu thì mình đang giảng dạy bộ môn là cấu trúc dữ liệu và giải thuật ở trung tâm lập trình Techmaster. Đó, nhưng mà dạo này sau khi mình có em bé thì mình đã tạm nghỉ một thời gian. Đó, sau khi các cái công việc của mình ổn định thì mình sẽ lại đi dạy lại. Đó, thì nếu như các bạn nào có quan tâm đến các cái khóa học lập trình thì các bạn có thể tham khảo ở trung tâm Techmaster. Và nếu như các bạn có tham khảo các khóa học đấy thì nhớ bảo là anh cùng giới thiệu để xem có được giảm giá hay không. Ok, thì trong cái quá trình học tập, dù cho các bạn là tự học hay là các bạn học ở trung tâm, thì các bạn sẽ cần phải tạo ra cho mình ít nhất một hoặc là hai project demo đầy đủ chức năng và nó thể hiện ra tất cả các kỹ năng mà các bạn học được. Đó, thì thường học ở trung tâm thì các bạn sẽ có một cái project cuối khóa. Đó, thì cái đấy là chính là cái mà mình khuyên các bạn tập trung vào nhiều nhất, đầu tư thời gian và công sức của mình vào nhiều nhất, để làm sao khi mà các bạn đi làm ấy thì trong CV của các bạn sẽ chẳng có gì cả ngoài cái demo đấy. Và khi cái bộ demo đấy thì có thể show cho nhà tuyển dụng và các bạn có thể nắm chắc cái demo của mình, biết trong đấy mình sử dụng công nghệ gì, các cái kỹ thuật gì đã được sử dụng ở đó. Đó, mà các bạn là up lên Git hay đâu đó và có thể publish lên đâu đó, và để cho nhà tuyển dụng có thể view được cái website đấy của các bạn, hoặc là cái ứng dụng đấy của các bạn đấy, cho dù các bạn chọn mobile hay là chọn web gì đấy. Và nếu như các bạn chọn web thì mình có hướng dẫn là cách tạo một cái demo rất là nhanh miễn phí ở trên link ở dưới phần miêu tả. Và một cái điểm cộng nữa, khi các bạn học ở trung tâm ấy thì khi học ở trung tâm, nhà tuyển dụng biết rằng bạn đã học được job ở trung tâm và đã được trung tâm cấp giấy chứng nhận hay gì đó, thứ nhất thì người ta sẽ đảm bảo cho các bạn là học ở trung tâm này thì các bạn đã được cover tất cả những kiến thức cơ bản. Đặc biệt là nếu như các bạn học ở Techmaster thì bạn còn có học cái module của mình là môn cấu trúc dữ liệu và thuật thì giải thuật, thì cái module này là một cái module rất là hiếm khi ở các cái nơi khác mà người ta dạy, hoặc là nếu như bạn tự học cái môn này nó khá là khó, thì nó cũng giống như có cái bằng đại học ấy. Khi mà các bạn có cái bằng đại học thì người ta sẽ phần nào biết được rằng cái trình độ của bạn đến đây đó, thì cái khả năng ứng tuyển được của các bạn nó sẽ tốt hơn, thay vì việc các bạn là em tự học đó. Nhưng tự học mình tự học hoàn toàn có thể ok nếu như cái demo của các bạn là ok nhé. Còn về vấn đề nguồn nhân lực thì sao, hay là nhu cầu tuyển dụng thì sao, thì gần đây là có cái không phải trào lưu mà là cái xu hướng layoff, là cho thuê việc ở tại các cái big tech company đấy, đúng không? Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái đó nó chỉ xảy ra với các công ty lớn ở trên thế giới thôi. Và nguyên nhân chính là do cái đại dịch Covid vừa rồi, nó đã khiến cho tất cả chúng ta phải ở nhà và sẽ sử dụng tất cả nhiều ứng dụng hơn. Chính vì vậy mà cái nhu cầu tại thời điểm đó cần nhiều engineer hơn, thế nên nó mới xuất hiện cái nhu cầu đấy. Và bây giờ này hầu hết là tất cả những cái đó nó trở về bình thường rồi. Chính vì vậy mà cái nhu cầu về nguồn nhân lực và phần chung nó giảm đi. Đó, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa bao giờ hết cái nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ thông tin cả. Đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng. Đó, chất lượng là sao? Thì nếu như mà bạn có học đi trung tâm đi chăng nữa mà chất lượng cái đầu ra của bạn nó lại bình thường, demo của bạn cũng bình thường mà bạn lại không nắm chắc kiến thức của mình ấy, thì chắc chắn là bạn cũng không kiếm được việc. Chính vì vậy mà hãy tập trung học và bồi dưỡng kiến thức của mình thật là cẩn thận. Đó, thì mình có rất là nhiều học viên trong cái lớp mình dạy, thì hầu hết là 90% này đều là các cái học viên chuyển ngành, trái ngành, và cả những người đã đi làm. Chỉ có 10% là những cái bạn là học viên ở trong chính trường đại học luôn, học trong chính trường đại học, mà các bạn cảm thấy rằng học ở trên trường đại học nó quá là lý thuyết và không được thực hành nhiều, thì chính vì vậy mà các bạn đã đi ra ngoài học trung tâm để nó practical hơn. Đó, và để động viên mọi người và cũng như cung cấp một cái nguồn học liệu chất lượng cho các bạn, thì mình xin dành tặng các bạn đăng ký khóa học cấu trúc dữ liệu giải thuật chỉ đến từ video này, cái khóa học cấu trúc dữ liệu giải thuật của mình với giá 149k. Link này sẽ hoạt động vô thời hạn đấy, chỉ dành cho các bạn đến từ xem từ video này mà thôi. Thì cái bộ môn này thực ra là nếu như các bạn là fresher thì nó sẽ không yêu cầu nhiều lắm, nó chỉ cần yêu cầu một số hiểu biết cơ bản thôi.
Nhưng mà nếu như các bạn muốn phỏng vấn đến một cái vị trí cao hơn ý, thì là thông thường là các bạn sẽ cần phải học kỹ cái phần này để có thể trải qua được cái vòng technical interview của các cái công ty lớn. Thì theo mình được biết thì những học viên của mình thì ra trường thì đều có công việc làm. Học viên của mình là chủ yếu là học viên trên cái ngành ấy. Và nhiều người cũng có cái công việc tốt và có thu nhập tốt, và nhiều người vẫn còn giữ liên lạc với mình. Thì qua video này mình chia sẻ để hy vọng các bạn có thêm động lực để chúng ta có thể bước tiếp trên cái con đường này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.